Bắn đi, bye bye man, bắn đi, bắn đi, hay quá, gớt rồi. Trận thi đấu thứ ba này mình cho quay tính thời gian nha các bạn nhỏ. Rồi, mỗi con quay một sàn đấu nha. Con nào ngừng trước con đó thua nha. Khi nào ba đếm 3 2 1 mình xuất chiêu, mình mới xuất chiêu nha. Rồi, trận thi đấu thứ ba, hiệp đấu thứ nhất. 3 2 1 xuất chiêu. Trời ơi, bye bye man nhí. Chen chen hả? Bye bye man nhí chen chen. Bye bye man 2 giờ chuyển qua chế độ tốc độ đúng không? Rồi, đấu với con con đi, rồi. Trận đấu thứ hai, hiệp đấu thứ nhất. 3 2 1 xuất chiêu. 3 2 1 xuất chiêu. Rồi, con của bạn Spider-Man 2 chịu không nổi không? Mini TV. Rồi, hai bạn Spider-Man Toby và bạn Spider-Man Tony chào các bạn nhỏ đi. Chào các bạn. Trời ơi, bạn Spider-Man nhí hay quá. Bạn Spider-Man nhí chào các bạn đúng không? Rồi, hôm nay hai bạn Spider-Man sẽ chơi trò chơi đi tìm 5 hộp đồ chơi bí mật cơ gốc Ninja Go cho các bạn nhỏ. Rồi khi nào ba kêu bắt đầu đi tìm nha. Yeah. Ủa, bạn Spider-Man có vũ khí gì để săn khủng long không? Có. Đâu? Rồi chuẩn bị lấy vũ khí nha. Vũ khí của bạn Spider-Man Tony là gì vậy? Là súng Iron Man. Trời ơi, súng nét Iron Man đúng không? Còn của bạn Spider-Man Toby nhí là gì? Bá Dương Sở Hữu. Trời ơi, súng Bá Dương Sở Hữu hả? Trời ơi, hay quá. Vậy hai bạn Spider-Man chuẩn bị xong chưa? Rồi, bắn nó xong rồi kiểm tra, bắn con cũng không chết rồi kiểm tra coi nó còn sống không nha. Rồi, bạn Spider-Man dẫn em đi đi. Các bạn nhỏ nào trong quá trình hai bạn Spider-Man đi tìm, thấy nhớ chỉ hai bạn Spider-Man nhí với nha. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Đâu? Ủa hộp này hộp gì vậy? Con này con Ninja Go gì vậy? Trai hả? Trời ơi, nó là gì mà hộp đồ chơi bí mật cơ gốc Ninja Go đúng không? Con này con khủng long hả? Ui. Bạn bạn mẹ tiêu diệt nó đi. Mày wow. Rồi chết queo hả? Coi chết chưa? Kiểm tra coi. Chộp. Trời ơi, bạn ba mẹ chọc ép hả? Rồi chết queo đúng không? Đúng rồi. Rồi phần thưởng bạn ba mẹ đã gì vậy? Một hộp đi chung mất rồi khai. Rồi phần thưởng của hai á, chuẩn bị đi tiếp nha. Ba mẹ đi tiếp đi. Các bạn nhỏ nào có thấy con gì hộp đồ chơi Ninja Go chỉ hai bạn Spider-Man nhí nha. Ủa, bạn Spider-Man nhí thấy gì vậy? Sao ba không thấy gì vậy? Ủa cái gì vậy? Khoan. Ui. Bắn nhiều cái nè. Cho bạn Spider-Man nhí bắn đi. Bắn đi. Rồi chết mẹ hả? Bạn nhí giỏi các bạn nhỏ ơi. Bắn cũng rộng kìa, nó chết chưa vậy? Bạn Spider-Man nhí thật quét hả? Chết rồi hả? Rồi, ủa. Thưởng hộp đồ chơi gì vậy? Trời ơi, Ninja Go hả? Đúng rồi. Cay đúng không? Đúng rồi. Rồi, đi tiếp phần thưởng của em á, hay quá. Không chơi, rồi đi tiếp nha. Okay. Trời ơi, được bắn hai con khủng long nhận được hai hộp đồ chơi đúng không? Đâu? Ủa, cái hộp gì bự quá vậy? Khoan, để ba coi. Ủa, bạn ba mày nhí bắn hả? Ủa, bạn ba mày nhí bắn nãy giờ không ngã khủng long hả? Đúng rồi. Rồi bạn ba mày hai bắn thử coi. Ok. Bắn nó đi. Wow, một hit chết queo hả? Đúng rồi. Con nó chết chưa? Chết. Trời chết queo hả? Rồi chết queo đúng không bạn? Bạn mang chụp ép cũng không hả? Rồi, ủa những phần thưởng gì vậy? Digital Master Con bí mật, đồ chơi bí mật con lớn Ninja Go nha. Rồi con con đúng không? Rồi phần thưởng của này á. Rồi bỏ vô. Chuẩn bị đi tiếp thôi. Rồi hai bạn ba mang đi tìm tiếp đi. Khó tìm nha các bạn nhỏ. Hình như hai con này khó tìm lắm á. Đâu? Con nào? Đâu? Đâu rồi? Ý, anh hai thấy gì vậy? Anh hai thấy gì? Ý, khoan này phải tới phiên ai bắn vậy? Phiên bị bắn hả? Bị bắn nó đi. Wow, chết rồi hả? Con bị kiểm tra con nó chết chưa? Chụp ép chết chưa? Chết rồi hả? Anh hai kiểm tra lại coi. Chết rồi hả? Rồi chết queo rồi đúng không? Phần thưởng của em là gì vậy? Đâu? Phần thưởng của em là gì vậy? Spin Jigsaw Master lo nha. Rồi, hai bạn Spider-Man mới nhận được hộp đồ chơi con như vậy? Mình chơi rồi đúng không? Rồi đi tiếp đi. Còn hộp cuối cùng đúng không? Nãy giờ tìm được 4 hộp rồi đúng không? Ủa bạn Spider-Man nhí thấy gì vậy? Bạn Spider-Man anh hai thấy gì vậy? Bạn nhỏ thấy không? Ý, cái gì vậy? Cái gì bự quá vậy? Ủa thấy con khủng long không vậy? Cái gì đây? Hộp đồ chơi gì vậy? Hộp đồ chơi gì? Trời ơi, Ninja Go con hả? À?
Ôi, học được trên với con nha các bạn. Rồi hai bạn bay mang giấy hợp tác bắn nó đi. Khúc này bự quá sao bắn được. Hai bạn bay đứng xích tới. Rồi bắn nó, bắn nó. Bắn tiếp. Bắn tiếp, bạn bay mang bắn tiếp. Bắn đi, bạn bay mang, bắn đi. Bắn đi hay quá, gớt rồi. Bắn đi. Bắn tiếp. Bắn đi. Yeah, hay quá. Con cũng đồng gớt xuống rồi hả? Gớt xuống rồi nó chết chưa? Sao nó giống như đang kêu đau hả? Rồi hai bạn mang mang làm gì vậy? Chồng ép nó hả? Chồng ép nó coi có chết chưa? Trời ơi, các bạn nhỏ, hai bạn bay mang nhí. Chồng ép con khủng long ba đầu nha. Rồi nó chết queo đúng không bạn ba mang? Chết rồi. Nó chết rồi đúng không? Ủa, nhịn được đồ chơi gì vậy? Ủa, nó chết rồi đó. Ủa, chết queo rồi đó, nhịn được đồ chơi gì vậy bạn ba mang nhí? Đưa cho ba coi coi. Nhận được một hộp Ninjago con. Con này Ninjago con hả? Rồi phần thưởng của bạn ba mang nhí á, hay quá, bạn ba mang nhí giỏi quá các bạn nhỏ ơi. Rồi bây giờ mình vào mình đếm đồ chơi nha. Đúng rồi. Rồi sau khi hai bạn Bioman đi tìm được mấy hộp đồ chơi, 5 hộp đồ chơi đúng không? Rồi bây giờ bạn Bioman anh hai chỉ cho các bạn nhỏ và mình tìm được 5 hộp đồ chơi nào đâu. Đầu tiên là con Kai này. À, đầu tiên con Ninja Kai đúng không? Ninja Kai này con này thế hệ cũ rồi đúng không bạn Bioman? Đúng rồi. Con này thế hệ season 9 đúng không? Đúng rồi. Rồi con này. Con này con Kon. Kon đúng không? Ninja Kon thế hệ season 9 luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi con này. Con này là Ninja Kai. Dạ, hộp thứ 3 đúng không? Ninja Kai thứ 3 rồi. Con này thế hệ 2000 season 10 đúng không? Đúng rồi. Rồi, con này. Con này Ninja Loi. Đúng rồi, này con này season 9 hả? Đúng rồi. Rồi, con này Ninja gì? Con. Con season 10 đúng không? Đúng rồi. Rồi, yeah, bạn Bioman đã tìm được 5 hộp đồ chơi nha các bạn nhỏ. Rồi bây giờ bạn Bioman thử cho con Ninja Kon thế hệ season 10 đấu và con Ninja Kon season 9 được không? Được. À, cho nó đấu trong ba chế độ tấn công phòng thủ nha. Về tốc độ nha, cho đấu thử với con Ninja Kon nữa coi nha. Rồi. Rồi bây giờ bạn Bioman Tumoni chọn con nào? Tumoni sẽ chọn con này. Con season 10 đúng không? Còn bạn Bioman Tobi chọn con nào? Con season 9 đúng không? Rồi, hai con va chạm nhau coi con nào mạnh hơn, thử coi. Ủa, con của bạn Bioman là season 10 đúng không? Nó có 3 chế độ đúng không? Đúng rồi. Chế độ này chế độ gì vậy? Phòng thủ hả? Đúng rồi, phòng thủ. Chế độ phòng thủ đúng không? Đúng rồi. 3, 2, 1, xuất chiêu. Rồi, con của bạn Bioman 2 triệu không nổi rồi. Yeah. Vậy em thi đấu nhất này bạn con của bạn Bioman nhí thắng hả? Hay vậy? Rồi, con của bạn Bioman 2 thua nha. Rồi, quay bóng 2, 3, 2, 1, xuất chiêu. Rồi, anh hai chịu nổi rồi. Bye bye man, anh hai chịu nổi rồi. Yeah. Trời ơi. Hay vậy. Bạn bye man nhí hay vậy. Rồi, hiệp đấu thứ 2 này bà con và con season 9 của bye man nhí thắng luôn nha các bạn nhỏ. 2-1, xuất chiêu. Ê, quà hả? Trời ơi, quà ơi. Như vậy hiệp đấu thứ 3 này hai con đều quà nhau nha các bạn nhỏ. Rồi của bạn Bioman 2 giờ chuyển qua chế độ tốc độ đúng không? Đúng rồi. Rồi đấu với con đi. Rồi chuyển đấu thứ hai, hiệp đấu thứ nhất. 3, 2, 1, xuất chiêu. Trời ơi, không phải đối thủ rồi. Con Ninja Kon season 10 này không phải con đối thủ của Ninja Kon season 9 rồi. Con quay Ninjago cũ thì nó mạnh hơn nha các bạn nhỏ. Rồi hiệp 1 con Ninja Kon season 9 thắng nha. 2, 3, 2, 1, xuất chiêu. Wow. Ủa? Ủa? Con của anh hai được đứt vũ khí gì hả? Đứt vũ khí nhưng mà con của bạn Bioman nhí yếu vậy? Dẫn vô tường té hả? Không quay được hả? Vì hiệp 2 này con gì của anh hai thắng, con của anh hai thắng nha. Trời ơi. Lần đầu tiên con thắng con season 10 của anh hai nha. Xuất chiêu. Ủa? Sao con của anh hai yếu vậy? Chém cái dặn vũ khí bài vũ khí hả? Trang vũ khí vô đây hả? Thua hả? Thôi. Vậy con Ninja Kon season 9 thắng đúng không? Trời ơi, sao con của bạn Bioman nhí mạnh như vậy? Bạn Bioman nhí hay vậy? Trận thi đấu thứ 3 này mình cho quay tính thời gian nha các bạn nhỏ. Rồi, mỗi con quay một sàn đấu nha. Con nào ngừng trước con đó thua nha. Khi nào ba đếm 3, 2, 1 mình xuất chiêu, mình mới xuất chiêu nha. Rồi, trận thi đấu thứ 3, hiệp đấu thứ nhất. 3, 2, 1, xuất chiêu. Trời ơi, bạn Bioman nhí trên gian hả? Bạn Bioman nhí trên gian cho quay sao hả? Ê, quầy hả?
phải què không mày? Bạn ba mày như thắng què hả? Trời ơi, vậy hiệp một này con hai con què nha các bạn nhỏ. 2 3 2 1 xuất chiêu. Y đố què nhỏ, con nào thắng? Rồi con ninja con cũ thắng nữa rồi. Trời ơi, con ninja con của bạn Batman yếu quá. Dấu thứ 3, 3, 2, 1, xuất chiêu. Wow, trời ơi, con ninja con của bạn Batman nhí ghê thiệt chứ. Con ninja con của bạn Batman 2 chịu nổi không? Chịu không nổi luôn hả? Trời ơi, hiệp đấu thứ 3 này con ninja con của bạn Batman nhí thắng hả? Yeah. Như vậy là video đi tìm 5 hộp đồ chơi bí mật cơ ngốc Ninjago và thử cho con quay ốc sấy huyền thoại Ninjago Cone đấu với lại con quay ốc sấy cao thủ ốc sấy Ninjago Cone cũ season 9 nha. Đã đến đây đã kết thúc nha các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ nào có yêu mến trò chơi và đồ chơi của hai bạn Batman nhí thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông nha để được theo dõi các video mới nhất của hai bạn Batman nha. Rồi, ô bạn Batman 2 có hôn em không? Bạn Batman em có hôn anh 2 không? Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.